chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Cú Chiến Channel. Thì hôm nay Cú Chiến sẽ quay trở lại thăm mấy mẹ con chị Hạnh và đem theo một số món quà mà các mẹ thường con đi tặng. Thì đây là sữa, thì chắc là Cú Chiến sẽ cho em bé một hộp hoặc hai hộp đi để em bé uống, tại vì phải có một bé còn nhỏ. Cái này là của chị Mandy gửi tới, thuốc của một chú ở nước ngoài gửi về cho chị Hạnh. Và đây là một số cái đồ thực thảo, đồ ăn dặm, đó là thức ăn. Thì mình sẽ chia cho em bé ở đây ha. Mọi người theo cho Cú Chiến để đi thăm nha. Giờ chắc là mấy mẹ con về rồi, tại vì mình thấy cái xe đẩy ở đây. Mọi người theo cho Cú Chiến nha. Trời, hôm nay nhìn nó hết sợ rồi nè Hạnh. Đau quá ngồi luôn à. Bình thường cũng chạy mà. Rồi mấy bữa nay con đi bán vé số không? Mày bán về hả? Đúng rồi. Hơi khó chịu ha. Khó chịu hay nói. Rồi cái sao? Trời đất. Rồi giờ sao rồi? Chế được. Vậy hả? Mẹ anh bỏ qua nhà hàng xóm. Bỏ đi lâu chưa? Mới bỏ qua thôi, hay qua bên nhà hàng xóm nói chuyện với mấy cô hàng xóm mà không có nói chuyện được với con Hạnh. Vậy hả? Chắc giận chút xíu thôi. Chắc Hạnh với mẹ không có hợp. Ừ. Rồi bữa nay, mấy bữa nay có buôn bán được không? Vé số có chạy không Hạnh? Hạnh cũng bán hết rồi, tại vì giờ học sinh vô nghỉ hè vô bán nhiều lắm. Vậy ha. Rồi nãy sao mà hai mẹ con giận nhau dữ vậy? Có chuyện gì? Hạnh thì muốn nghỉ tháng. Tại vì cuộc sống đi chơi bán của Hạnh là cũng còn may mắn, cũng có nhiều hoàn cảnh khác hơn, nên mình phải lại quay á. Không có suy nghĩ cái gì hết á, mình muốn mọi chuyện đơn giản á nên không có phức tạp. Còn mẹ Hạnh thì cứ suy diễn ra, nào là không rửa chén nè, để ngày cống rồi nó nghi dơ, ô nhiễm gì bệnh tật thì tùm lum tùm la. Rồi quần áo thì quăng tùm lum, rồi vi khuẩn, rồi con cái rồi kia. Rồi Hạnh chị cũng có điện thoại, Hạnh thì chỉ muốn là để quên đi cái khoảng thời gian mà mẹ Hạnh nhằn Hạnh cho đã đi rồi đi chỗ khác á. Mẹ Hạnh vẫn nói hoài, Hạnh chị không nói, Hạnh mới cãi lại. À, kiểu như là phàn nàn nhiều quá phải không? Về đi bán mệt về xong rồi mấy đứa nhỏ nó quậy nữa, xong rồi bị phàn nàn nữa, đây là cái tâm trạng phải không? Thôi kệ, cái gì nói chuyện với mẹ Hạnh sao nó không sao đâu, chắc cũng giận tức thời thôi. Cái này là sữa cho bé nhìn ha, cái pha cho nó uống, tại vì thấy bé còn nhỏ có vẻ hơi còi á. Còn cái này là chắc đồ mấy đứa nhỏ, Hạnh thường mở ra coi. Này là của chị Mandy gửi. Chắc đồ mấy đứa nhỏ. Cái đó là sữa của em bé mà con đừng có mở ra, nó bay tùm lum bây giờ. À, chắc đồ Hạnh luôn á. Thử lấy ra đẹp không? Đang đừng có tháo ra đâu. Để có cái để thay rồi ha. Thay mấy cái bộ đồ cũ để mặc nhà cho nó thoải mái. Rồi nay sao mà hai mẹ con giận nhau dữ vậy? Không phải giận. Chị đi làm về rồi, chị nói em với bà mẹ mà ở trong trường đó, người ta nói là cái thằng này giờ nó không học nữa. Là mỗi tháng là từ lễ học 3 năm 7 26 là một tuần là một tháng là đóng 500.000. Mà nhà nó quậy quá thì cô giáo cho nó học một đúng một tuần, cô giáo nói nó quậy lắm cô ơi. Bà ngoại ơi, giờ cái này quậy cho đến nhà nó học đi kìm ra đó đi, chứ nó vô nó quậy lớp mấy đứa kia nó học không được. Mình mới nói nó vậy, mới nhảy nó la, nó cãi nó la không sao. Hỏi em chị là người mẹ. Hỏi chứ là nó nợ nặng của chị quậy. Đó. Đúng rồi chị chơi đời. Chị nói nếu mà tao chơi đề là tao bán nhà, tao kêu tao đâu còn rồi, tụi bay chưa ra vô, thấy sát nó kêu bằng mày tao, hỏi em bẻ ra tao mà đó.
lo cho con đi trước đi. Chồng đẻ nè, cái nó bấm điện thoại hoài. Chồng mẹ em hỏi gì cũng không lo. Đi học về chị cũng rước về. Rồi kêu nó tắm rửa, nó không tắm. Nó nói, thôi mẹ để con ra góp. Nó thôi góp đi, con nhỏ thằng này nó ỉa, nó kêu chỉ dưới đít á. Mình nói thôi chờ nãy giờ mày ngồi bấm mà mày không thấy cứt, nó ỉa mày không nghe mùi. Nói gì nó tắm tắm chị hỏi em tính không. Đó, em giúp cho chị thì thương mấy đứa nhỏ. Còn điều đã nói gì chị không tin. Đó, mẹ con hỏi em cái gì chị cũng nói rồi. Vợ nhà có cái gì nữa đâu. Chị nói lo cho con trước đi. Rồi muốn làm thì làm. Cứ về là nó bấm điện thoại mà. Mà hỏi mẹ cái điện thoại có gì đâu. Bấm quậy nó hư con mắt nó luôn. Hỏi em đi bán gì mà thì mình nghỉ ngơi. Tắm rửa lo cho con mình ăn rồi cầm chơi. Ai nói gì không. Vậy mình nó nổ luôn. Nó la ung rồi mà. Nó làm mình biết chị lên đầu biết đầu. Hỏi em về về về. Nếu mà em thấy không ra em thấy nhà cửa mà vô vậy mày hại em chịu không. Em thấy không, dọn dẹp cho sạch sẽ hết rồi. Mà nói ra nó nói khách, khách mẹ mình tại tao muốn lại làm. Mình được buồn chồng con rồi. Thôi cứ nợ nợ, mà nợ chị không biết có đáng thương người ta luôn á. Nợ rồi, mà thôi chị nợ mà nếu mà chị bán nhà chứ đâu có thằng để cho thằng này con cái nợ. Mà chị hồi đó khổ mà. Cầm từ bộ đồ mà lo đến học tới lớp chín lớp 10. Đó đúng không nhỉ. Thì ra đây. Lớp 9 lớp 10 em hỏi em vậy á. Đi bán cực khổ về. Đến đây. Nó liền lắm thằng đánh giết nó lờn lờn rồi. Đó chị yêu cầu em giúp đỡ rồi. Ba đứa nhỏ đi thôi. Còn nó nói gì chị không có tin nữa. Đó. Nếu mà chị khổ, chị coi cho nó học được. Mà sao tự nó lâu lâu không được. Mà đó anh trai giúp đỡ giùm tụi em không. Chị em thấy đúng không. Từ đứa khổ khăn mình nó phải nghĩ cho mẹ mình chứ. Hai đứa con mà học lên lớp 9, lớp 10 rồi. Thằng kia học lớp 12, lớp 10 rồi. Mà chị có cái nhà có cho mướn nhiều đấy thôi. Đâu có nhiều đâu. Giờ cái nó buồn quá trời. Em dọn nó dọn nè. Nó dọn nó thấm từ luôn á. Thôi bây giờ thì nhà mình cũng hoàn cảnh khó khăn rồi, có hai mẹ con nữa thôi. Ừ, thì ráng. Thôi mình ra hai bên đó mình một bên nhịn một chút, đoàn kết với nhau thì nói chung là bên nào cũng có cái lý của nó. Ví dụ Hạnh đi làm về thì mệt mỏi chắc là cũng bằng chị không? Ức chế trong đó thì cũng. Chị đi làm bao nhiêu khi bắt được về ngoài xin con mặt à. Đến 10 giờ chị về. Thôi giờ thì thôi coi như là chỉ là cái chuyện hiểu lầm với hai mẹ con thì hai mẹ con giảng hòa với nhau thôi. Chứ đâu phải đâu mà giảng hòa chị là không muốn nói gì, Hạnh không muốn nói gì, Hạnh chỉ muốn là âm thầm mình làm thôi. Âm thầm làm, má hổ mất dạy mình hỏi anh thầm không? Đợi đúng, đợi xong chuyện nào xong chuyện đó rồi đó, bé này nó ăn xong rồi. Mình cho mấy bé này ăn xong rồi. Tắm rửa rồi xong rồi dọn dẹp nhà. Rồi xong rồi đi bán. Mình thấy nó bán rồi, phải không? Mình tắm lại đứa cho nó rồi. Cứ nói này nói nọ, nói gì gì hết mà cứ nói ra, nói mua cháo về tới đây luôn ra. Hỏi chứ mà nói mà cứ làm quá lên vấn đề. Ừ, em hỏi chị chứ sao anh chị trước cái về, chị phải bỏ dục ba đứa nó đây. Chị mua cháo cho nè, thì người ta lo cho ăn đi. Đích chị mở máy cho nhỏ này vừa đút vừa ăn sao được. Mở máy phải đút cho con nó ăn đàng hoàng đi. Ừ, đang ơi ngồi ăn đàng hoàng đi, em ăn mày ăn. Nó mở máy vừa bấm vừa chơi về hỏi em sao cho nó ăn được. Hỏi cho nó ăn cái xong xuôi đi. Rồi, về cho nó ăn xong xuôi nó không tắm nhỏ nữa. Chị phải chạy gần gần vô tắm rửa cho nó nè. Hỏi em là mẹ không, đâu rất là không. Mới làm gì mệt thì nói gì ai nói. Đi ra, đang. Thôi thì mỗi bên nhường một chút đi mẹ con mà. Mẹ Hạnh á, bàn đề để cho con này chạy ra ngoài trong cuối trong sớm. Mà kia luôn, có gì nói sao kia đi bán số nói. Xạo lên, xạo lên. Bỏ nó đi học. Sơ mà. Hay nói là mẹ Hạnh hay bàn đề cho nó. Mẹ đâu. Thôi bây giờ thôi không có gì. Cái là làm gì không? Nó đi sống gì vậy con em thấy không? Nó đi sống gì không mày? Nó làm như tao đi hay nó ngoài đường ăn chị mà chị nên nó lo cho chị á bạn đây mẹ con không có nói vậy á, người ta nói tụi không có người ta nào bằng tao nhà nhìn như mày không? Em không có nói chuyện gì với mẹ đó. Tao không biết gì đâu. Nói gì với con á? Không làm gì mẹ là nói em vậy đó. Thì nói là làm thôi. Em giúp đỡ được ba cái này thôi, còn nói là chị không nói nữa. Đừng nói vụ mà chị đời đời hay này đốm này này kia đừng có nó nghe lại nó. Đừng có xé ra. Chị ai mà mướn được giữ ba đứa này cho nó được tôi cổng nó đi á. Chị nói vậy thôi. Đừng đây mà ai mà nghe mà nói nó mà chị vụ đời mà con cái mà lo cho nó được cho chị. Chị là ai gà còn không nói vậy thôi. Chị cầu em chị thôi. Còn nếu bạn thấy mất khả năng nó được á thì giúp đỡ cho người khác đi. Cái chỗ này nó hỗn lắm. Nó xé tùm lum vậy. Nó thẳng em vậy luôn. Đó giúp chị thôi. Để thử nó lo giống như chị bằng chị người mẹ là lo cho con mà đi học không. Ở đó có một tay một bên chị đó. Đi học. Chị như chị giúp chữ. Mà lo nó học lên nó chín lên nó 10 nó không chịu học. Từ nó nghĩ chứ đâu phải đâu. Phải mướn người
người này người kia lên đó. Chạy lo gì đấy, đâu phải gì nói đâu. Mình lót ổ với nó đó, còn chửi mình nữa chứ. Quẹt bỏ đi gà. Ôi ai làm bạn gì chị không? Ông có chồng con lo gì chị nữa đó. Đã cái gì luôn á. Mới bệnh bên trên đó 500 giờ mới qua mình lên. Đi về Củ Chi đó, ông kia. Phải sợ nó đi bán, nó dắt nhà này lên. Cái bế nó đi đó. Ôi em ơi, sợ nó đi dắt ta nó đến bỏ bê, sợ người ta bắt cóc nên phải dắt nó đi đó. Mẹ cháu ơi đi từ từ, chứ không người đó mà mạnh đâu. Lên lấy có 500 ngàn à. Rồi bản thân Phú Chiến ghé qua thăm đứa nhỏ thôi, nhưng mà chuyện gia đình đó thì Phú Chiến khuyên là mình nên từ từ nói với nhau. Về Hạnh thì nói chung là cũng đi làm cũng vất vả rồi. Chỉ có tay có chân mà. Hạnh đang muốn im lặng hơn. Im lặng rồi đầy hổ quá. Hết mất rồi mà mẹ Hạnh cứ làm căng mọi chuyện. Thôi em đi làm đã nó bài mình dọn mình mệt chết mẹ luôn à. Cũng đi bà cũng về sẵn hơn đó nè. Ai vô mưa thì đi chợ nghe là Hạnh đi bán sớm lắm, nhưng mà chị đại lý nói là chị ra 9-10 giờ ra chị ở vậy là sáng rồi á. Cố gắng ở nhà Hạnh dọn dẹp nhà, nhà có con nít là bày hày rồi, với lại ăn uống rồi cũng đã này kia rồi. Dọn nhà nó quá, phơi đồ rửa chén rồi cố gắng nhà sạch sẽ gọn gàng trước để đi về. Mẹ Hạnh không nói không phải ngày với Hạnh rồi, nhưng mà ngày nào cũng kiếp chị đó mà nói với Hạnh nào là nhà vô rửa chén bán rồi bày ống cống nghẹt rồi xài bông rồi điện đồ làm cứ làm cũng tăng cáp được Hạnh lên rồi. Cực quậy cái tao không được ha. Cố gắng kìm nén rồi. Sát mẹ con cũng đi làm chứ là chị đâu có không như bạn ở nhà đâu. Ở nhà cho đó. Mình mệt thì mình im lặng. Mình làm thôi. Chị 2 giờ khuya là 3 giờ khuya là chị ra chợ rồi đó. Ra phụ người ta đó. Anh đâu phải giờ đâu dịch rồi. Anh nói. Người ta cho chị mấy chục nhà anh thôi. Cái nói nó nhỏ nhẹ nó khỏe à. Ôi chị làm gì đó em đi. Mà cháu nhiều cái nó không mua. Chị phải mua thiếu. Nó không mua cho ai mà chịu phải sợ nữa. Đó không tỉnh hồi ra hỏi quay kia thôi. Ôi cái người quại mà không phải nói không lo không. Vậy chứ mẹ mượn nợ mày làm cái gì? Đừng nói dùng nợ nha, mày đừng nói nợ tao đâu nha. Mẹ biết mẹ than đồ đủ thứ tiền hết rồi, sao mẹ mượn nợ mày làm gì? Chứ giờ tao nhà tao làm gì? 19 nào mày hỏi ông Lân đi. Mày mượn đây trả số nợ này cho mẹ nè. Mày đừng nói nợ nha, mày kêu tao mày đi mời bộ bộ nhà chịu đâu. Mày đừng nói ông Lân. Mày kêu Lân đi, mày nói bộ trước là nó đẻ nó đi trước mượn là 13, 14 triệu người ta rồi. Chỉ có mấy triệu thôi, đừng có mấy triệu ra. Hạnh làm đó, Hạnh góp mỗi ngày. Sao? Hạnh nó mượn người ta đó, thôi xin lời đó nha. Chị không nói, tại xin lời nó đóc lời người ta đó. Nó mượn trước 14 triệu đó, đừng nói lũ thừa tao. Rồi có trả tiền nợ cho mẹ Hạnh trong cái sổ đó có. Trời ơi, nợ nhiều quá, mày mượn cho người ta mượn cho anh đi. Mọi người đi bán rồi, mọi người thương mấy bé nên cho tiền nên có đủ khả năng trả cho thôi, người ta. Thôi, chứ không có. Nè, chị xin lời nó em bị cho nó tiền nữa nè. Nó phản quốc chị đó, nó thẳng em gì luôn. Đừng nói dù đó. Nó mượn trước người ta xài hết rồi đó. Hỏi em chứ giờ có nhiêu đó thôi, còn nó kể lỡ ngoài à. Thôi cái vấn đề là vấn đề nhỏ thôi, trong gia đình thôi. Hai bên mẹ con nói chuyện giải quyết với nhau cho nó em ấm thôi, có gì đó. Ba đứa này thôi. Vì có em còn biết mà khả năng em còn giúp đỡ người khác nhiều hơn cho nó thì chị mang ơn chị đó, cảm ơn em nhiều. Mà nên hỏi em chứ nó thử nó làm như chị lo như hai đứa con nó như nó. Chị lo cho thằng nhỏ với nó nữa, cứ bằng chị được không? Nó làm như chị cực khổ đi, mới đúng là hay. Còn đi giúp đỡ mà nó bị xấu chị, còn chị được giúp đỡ gì? Không, chị Hạnh giờ trước giờ không có nói gì. Không có lo gì chị đó. Không có nói em, nó nói chị nhiều lắm. Nó nói là nợ nần không à. Không, chị Hạnh bây giờ chưa có nói gì về mẹ hết á. Chưa nói gì về cô hết á. Chúng giúp nợ nần không à, thì chị buồn. Không, không đó. Bản thân Quốc Chiến cũng tiếp xúc với chị Hạnh thì chưa bao giờ chị Hạnh nói xấu về cô hết. Và còn nói là cô rất là tốt, chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, chứ chưa bao giờ nói xấu cả ha. Còn cái đó thì thông tin này Quốc Chiến cũng tìm hiểu kỹ càng rồi Quốc Chiến mới nói, chứ không phải là Quốc Chiến nói bâng quơ, hiểu nha. Thì bản thân thì đó. Ba làm sao ba bỏ bẻ đi rồi. Ông kèo ghép à. Không, mà bản thân bạn ta Quốc Chiến thấy vậy nè. Dù gì biết là Hạnh cũng có lỗi khi mà sinh ra những nhiều đứa nhỏ như vậy. Tức là không có nghe lời ba mẹ từ nhỏ. Nhưng mà bây giờ cái chuyện nó qua nông nỗi này là thấy bây giờ Hạnh cũng đang cố gắng đi làm bán vé số để mà mang cái thu nhập cho gia đình mình. Thì mọi người thôi đừng bán số với con. Đi bây giờ đi bán cái gì mà nhẹ nhàng có đi rồi. Thì trước tiên á, mà muốn có vốn bán á, thì phải có vốn để bán vé số để mà xoay cái cuộc sống hiện tại và trả nợ đó. Khổ với số cực lắm. Chị có gian cái gì, có gian bán quần áo, quần lót, quần áo, quần vớ đồ. Nó cũng có biết đi bán với chị rồi. Bộ chị chỉ cho nó đi bán cái đó sướng. Đi cái tiền rồi khổ. Hạnh không muốn nói cái gì nó dính tới tiền bạc với mẹ Hạnh đó. Tại vì có dính gì mà dính gì? Không có tới nơi tới chốn vậy lại. Không dính gì. Đâu khi mày bán một mình mày á. Mẹ Hạnh làm cả ngày cả đêm nhưng mà không có để dành được đồng nào. Đúng là đi. Nợ tới đòi hoài thôi.
rồi đấy thì chị em bên Mỹ thì cho tiền chị trả nợ chứ không có ai mà trả nợ cho chị, mấy đứa con chị không trả mà chồng chị không trả nữa, nói thẳng ra vậy luôn. Còn nếu quá tắt đó là nhà nó không có chui ra cho vô, em chị bên Mỹ cho chị tiền đó, nói thẳng ra giờ đó nên chị em bán nhà nó buồn quá, nó không có cho chị chứ nên em nó còn đứa chị qua bệnh chơi nữa, nói thẳng em vậy đó. Mà mấy đứa này nó hổ quá là nó nói thôi kệ bà đi, chị thương mấy đứa này nè, chứ cái điều đó anh thì em thì nó thương chị đứa đó, mấy chị em chị còn nữa, nói thẳng em nó như tài khoản nó đeo lo cho quỷ này nè, mà nó còn chửi gì đó. Em hỏi cái này là Phú Chiến cũng nêu một chút quan điểm riêng nha nè, cái này là chuyện gia đình thôi nhưng mà cũng góp ý. Thứ nhất là Hạnh cũng sai, bây giờ mẹ của mình thì mình không có nên nói những cái lời nặng lời ha. Cái thứ hai cô cũng nên nhẹ nhàng hơn, tại vì thực ra Hạnh cũng bị trầm cảm rồi, cũng nuôi nhiều đứa nhỏ vậy, đi làm cũng cực khổ ha, để mình chia sẻ cho nhau. Bây giờ chị trong nhà này, chị nói thẳng ha, là con cực khổ thì con về con tắm lửa đi, phải cái về chút xíu là bấm điện thoại con tắm con nghỉ, không ai nói mình biết mình đi làm mệt con vậy đó. Bữa nào mà chị mệt quá chị bệnh, mẹ Hạnh không có đắm chị gì đâu, mẹ Hạnh chỉ cay cay la la vậy thôi. Cái đắm chị nó lớn mà chị nói là chị nhỏ nhẹ chứ chị... là mẹ với con vậy đâu, nói nãy vậy đó, nói rằng cô giáo mới trả lại rồi nghe. Hạnh ơi giờ mày phải kìm cho nó học đi, tao không biết chữ, thằng này nó quậy quá lớn, nó vừa học bây giờ chạy trong trường đó em, là người ta nói không được, người ta cho tao hay là tao trả lại rồi thì mình phải giải nó từ từ. Tao nói là tao không biết chữ. Là cô đẹp bên hội phụ nữ đó là Hạnh sẽ mua sách vở cho bé học thôi. Mà Hạnh là âm thầm, Hạnh chỉ muốn cái hành động ý nghĩa hơn cái lời nói thôi. Chứ giờ cuộc sống là cơm áo gạo tiền, nó là rất là giờ người ta giúp đỡ vậy rồi. Em mới hành động mình có gì đâu, mình lo cho con mình đi. Hỏi mẹ con lo qua lo lại vậy thì thôi, chứ còn cái gì nó nói vậy mà nó táp là. Chứ phải vậy đó. Ờ mỗi ngày cho tao 200 ngàn. Hạnh đó thì Hạnh cảm thấy là mình sống như thế nào thì mình là người hiểu nổi nhất. Rồi nó chuyện thật vậy luôn, biết lấy không? À, ông sợ bà quá, ông đi luôn, ông không thèm mà. Nhưng mà bê xấu với ai? Hả? Bê xấu với ai? Nó đây à, nó xấu vậy á, nó đây à. Nói với ai? Mà làm gái quá. Thôi chứ Hạnh không có trả lộn mà, Hạnh nói, chỉ là nói những lời khó nghe đã hết rồi. Cái này thì Phú Chiến cũng chia sẻ luôn, tại vì tiếp xúc cũng mấy lần rồi, Phú Chiến chưa có bao giờ nghe Hạnh nói xấu cô hết, mà ngược lại là nói tốt, nói cô cũng phụ cho chăm sóc cái này đó. Đây là lo cho cháu thôi, còn cái việc còn chị xấu thì tốt là ông trời biết chị thôi, nói thẳng ra vậy đó. Mà nói ra đi, mà mẹ con mình nói là thằng này nó học rồi, tao dốt chữ tao dạy không được, mình phải dạy kìm cho em đi, nói vậy cái hãy la lên. Hỏi em hơn tới gặp chị đi mua bịch cháo rước về được cái thảy đó đi, mà mua cho nó hai bịch cháo, nó tặng nó cái rồi bấm bậy, hỏi em bực bội không? Đi về mình rước con nó về rồi nó về bà thì không nói, đâu mẹ con mệt quá ơi, mẹ cho nó ăn con đi này kia, kêu nó ăn nó không ăn, nó cái gùn vô mấy máy tính vô đó. Hỏi em cái coi gì đâu, nó cho em ăn xong đi. Rồi nó mệt thì chị tắm ba đứa luôn, không sao hết, tắm xong rồi cái thằng này nó nỉa nó chay hồi nào không biết là chị thấy gì, chị tắm con ba đứa luôn. Hỏi em cái làm mẹ vậy thôi, còn sao là Hạnh là không muốn nói nhiều, còn mẹ Hạnh là muốn nói nhiều. Hạnh là muốn cái hành động ý nghĩa hơn cái lời nói thôi, còn mẹ Hạnh là muốn cái gì? Có nhiều lần là chỉ làm chứ không phải chỉ có mà Hạnh có hổn, có nói những lời khó nghe, có nói những cái lời mà ai dùng thì xe giấy rồi biến sạch ra học hả? Thích tôn trọng cái mẹ Hạnh hả? Thì liệu không nha? Lì lắm mà thằng bây giờ ở nhà cho học đi. Chế được, Hạnh nó nhìn rồi cũng chạy này quá thấy rồi, ngày nào sáng chưa chịu nổi. Mỗi lần gặp mặt Hạnh là cứ nói những cái chuyện hàng ngày như là vũ rửa chén, nhà rửa dơ, mà Hạnh nói với ba đứa 10 giờ về rồi, hỏi tí là dơ là phải thay luôn, 13 giờ sáng không có làm kịp, không có làm kịp luôn á, đâu biết đâu, đứng bằng người đã cho người ta hỏi em chứ. Rồi đó đi về thấy không có thằng này dài rồi mình lấy đầu rồi đi bán cho ta rồi về tới 10 giờ mới đậu. Về chiếc nữa là thấy nó đi là thấy đầu nó nắng cho trai tội nó. Đi qua sớm rồi đó, nó chờ chị Mai nó dắt mấy đứa thằng nhỏ này đi cái tội quá nắng. Có giờ nó chưa về mà nó luôn dọn dẹp sạch sẽ phơi đồ xong mày cũng thấy chưa về. Rồi thôi để đi thôi cậy. Thấy thằng này về thôi mẹ vô bế nó giùm con thì rồi bế vô. Thấy nhà mát nó lăn nó nằm luôn sướng cho đi. Nó hỏi em vậy không lo cho nó vậy thôi chứ. Còn sao đó, mẹ mình lau nhà cho sạch sẽ thì giờ mình nằm mình nghỉ mình chơi không nói gì. Về cái gì bấm điện thoại biết làm gì vậy, bấm điện thoại nó. Hỏi chị em hỏi tính không? Chị đi rước con nó về, nó kêu nó thấy nó bán gì mệt thì chị đi rước con nó nữa. Rước ba nó về nó, hai thằng này về nè. Về xong rồi thấy, thôi ta thấy nha, bữa nay tao không gồm, mua chả thì hai mua cho nó xé hết chưa. Dạ. Sách vở mua cho nó xé hết chưa. Để đằng sau Hạnh có tiền Hạnh mua, Hạnh cũng cố gắng kèm cho bé học như vậy nè. Nhưng mà bé không tiếp thu được là chị thấy.
Chị nói nó là phải con phải bớt dặn lại, phải lo cho con mới học đi, là mày muốn làm gì làm. Chị nói vậy thôi nó tát chị á, nó kêu mày tao luôn. Thôi chị hết tỉnh đó luôn. Mẹ nói mẹ hết nói là mẹ ngày nào mày cứ nói. Mày hay cái đó. Nhà mày hay cái nào mày bày hay cái gì? Nói như vậy đó mày nói hở tí dọn sạch sẽ rồi mày ăn nó sáng như vậy đó rồi sao? Rồi mẹ đổ lỗi cho con làm cái gì? Xuống vô rửa chén, không chưa kịp rửa chén rồi mày. Mẹ nói đồ dơ phơi đồ, con ba đầu sáu tay hả? Con đâu phải ba đầu sáu tay. Nẻ ra chỗ ở nhà con. Mới là sáng này nó chơi người ta dậy 10 giờ tao đập 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 nước ở trong này nó dịu, ta lét nó dịu xuống ngay chỗ phòng đó. Rồi tao phải lao nữa, lao quét nhà. Nhưng mà thật sự yêu thương là hy sinh chấp nhận, chứ không phải như mẹ là kể là ai này kia đâu. Tao nói là phải lễ gì, tao nói mày phải lo cho con mày học đi. Tao nói mày cái gì mà kể lễ, tao phải lễ mày gì. Cần khổ gì người ta nó chợ sao mày một để cho giao cho nó luôn đi, tao nó không tưởng nó ba đứa lần chơi. Ra mà được người ta nó thôi để ba đứa làm mình thấy gì, kể lễ gì. Vậy mà giận tí là nói gửi ba đứa lại xuống như cho nội nó. Chứ mày lì quá, mình đang mày lì mà hổ quá, mày giữ mày không có lo cho nó vậy, để giao cho bà đổi luôn đi. Mày có cho tao không? Thôi tao lo cho ba cái này thôi, mày kể hoài vậy. Mẹ mày bằng tao không? Em đã cho tao trả nợ hơn mày đó, đừng nói mày gốc lẻ. Rồi, em đã cho mấy phe rồi đó. Nói gì mà cũng nói được. Sao nói được? Con mình lo cho con đi bán cái số, mình phải bắt con trả nợ cho mẹ con. Trả nợ nhiều quá mà trả nhiều không? Mày đi gửi ba đứa này có được không? Trả nợ cho mẹ là vậy là hay đó hả? Hay. Vậy sao mày phe lên là em mẹ bên Mỹ rồi mẹ mày kể? Không. Em mới cho tao mà không phải gì đâu. Nó nói là mẹ chị ơi để cho nó đi, cho nó đi, nó lì nó hổ vậy đó. Em nói vậy nè chị Tú ơi, em không cho chị nữa làm sao? Con mẹ nó hổ quá, cho chị thì cho nó hết à. Đâu mày hỏi cái gì dám mày không có gì mày cho cái gì? Con phải đi mượn tiền nợ chị Dung để mà trả tiền ứng viện phí vậy. Mày mà cho cái gì ứng về chị Dung nào? Mày đẻ không có chuẩn bị mày đó là chị cho mày mà mẹ nói mày nó Dung cho mày cũng mua bảo hiểm người ta cho mày, mày đừng nói dụ ứng để nó đã. Thì không lo vậy thôi, đừng lo. Bạn thấy Út Chiến thấy là thôi hai mẹ con làm hòa với nhau đi, có gì một người nhìn chút để lo cho mấy đứa nhỏ ha, để có cãi nhau nữa nó không có hay. Nó nói được rõ ràng, thấy không đó, mình sợ thằng này đó, nó nói gì là một lắm rồi đó. Nó nói yếu nữa mình mới dám cho nó nói vậy mà nó nạt chị. Dạ thôi được rồi, cái này là giờ mỗi người đều có một cái lý riêng, nhưng mà mọi người đừng tranh cãi nhau nhiều nữa ha, cố gắng là đoàn kết. Đâu chứ chị cũng đi làm sáng đi chiều về sáng này vậy đó. Khóa đang đang nghe không? Mày nấm trong dài vậy, cảm ơn mọi người ý kiến nhiều nha. Ừ thôi giờ dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài chơi xíu đi. Kính thưa bạn, thì hôm nay mình cũng liền vào thăm rồi trao quà cho đứa nhỏ thôi. Không ngờ là hai mẹ con của Hạnh cãi nhau kinh hoàng như vậy. Thì thôi mình dắt mấy đứa nhỏ ra ngoài hẻm chơi cho nó dạy nhảy, tiếp xúc với người này người kia. Và biết sao không, bây giờ đang căng thẳng gì nữa ở nhà, ra ngoài xíu đi cho nó thoáng. Giờ thôi cho tụi nó ra công viên chơi xíu đi rồi ăn uống gì đi ha. Cái này có cái thuốc này á của một chú ở nước ngoài gửi về, kêu là uống buổi sáng một viên, buổi chiều một viên. Thì Cúc Chí Chín cũng không biết thuốc gì, rồi người ta nói là thuốc an thần và giống như để chữa bệnh trầm cảm á, cho nó đỡ ha. Rồi cái này là một số đồ ăn dặm, kẹo với lại quần áo của mấy đứa nhỏ, Hành để trên xe rồi cho mấy đứa nha, trên xe nè. Nghe nói chuyện thì cũng hiểu được vấn đề, nhưng mà thôi giờ nó căng thẳng vậy nên ra ngoài chút xíu cho nó thoáng trí óc, cho mấy đứa nhỏ nó giỡn xíu.